Xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Bất chấp hàng nghìn fan lên kế hoạch đón Big Bang xuất ngũ, Eagle Entertainment vẫn ngăn cản vì lý do tưởng vô lý nhưng lại hợp lý. Người hâm mộ đang rất nóng lòng chào đón các chàng trai Big Bang trở về sau gần 2 năm nhập ngũ. Những ngày này, tin tức về việc các thành viên Big Bang chuẩn bị xuất ngũ đang làm náo loạn giới truyền thông tại Hàn Quốc và khắp châu Á. Chỉ vài tuần nữa, những ông hoàng K-pop sẽ chính thức quay trở lại sau gần 2 năm đóng băng các hoạt động giải trí. Các fan trên toàn thế giới cũng đã chuẩn bị nhiều dự án chào đón thần tượng, đặc biệt các fan cũng sẽ đến cổng doanh trại để đón các chàng trai. Tuy nhiên, mới đây Eagle Entertainment đã bất ngờ đưa ra thông báo yêu cầu fan không xuất hiện ở căn cứ quân sự nơi Dragon, Taejang và Daesung đang phục vụ. Vì một lý do bất ngờ, cụ thể, khu vực gần doanh trại đang xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng nên Eagle Entertainment đã đưa ra yêu cầu các fan không xuất hiện ở căn cứ quân sự để đón các thành viên Big Bang. Sau đây là thông cáo của Eagle Entertainment. Xin chào, đây là Eagle Entertainment. Đây là thông báo liên quan đến việc xuất ngũ của Dragon, Taejang và Daesung vào tháng 10 và tháng 11 tới. Hiện tại các khu vực căn cứ quân sự nơi Dragon, Taejang và Daesung đang phục vụ nằm trong vùng biên giới, nơi đã phát hiện ra dịch tả lợn châu Phi. Để ngăn chặn virus lây lan, hệ thống kiểm dịch đang được tăng cường và mọi người không nên đến khu vực này. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân thận trọng, vì vậy chúng tôi yêu cầu fan không đến nơi xuất ngũ của nghệ sĩ để ngăn chặn virus lây lan cũng là vì sự bình an của chính bạn. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến VIP, những người đã chờ đợi Dragon, Taejang và Daesung hoàn thành thời gian trong quân ngũ. Một lần nữa chúng tôi yêu cầu người hâm mộ không đến thăm khu vực nơi các nghệ sĩ xuất ngũ. Dự kiến, ngày 26 tháng 10 tới đây, Dragon, trưởng nhóm Big Bang sẽ chính thức xuất ngũ. Tiếp đến là Taejang, xuất ngũ vào ngày 10 tháng 11 và cuối cùng là Daesung, xuất ngũ vào ngày 11 tháng 11. Được biết, khoảng 2.000 người hâm mộ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã có kế hoạch đến đón các chàng trai Big Bang.